thưa quý vị không chỉ có nhân viên y tế y tế cơ sở hay là điều dưỡng xin thôi việc trong thời gian vừa qua theo bộ trưởng bộ y tế đào hồng lan nhiều công chức của quản lý dược cũng không chịu được sức ép và đã phải thôi việc Theo người đứng đầu Bộ Y tế cho biết, việc giải quyết hồ sơ gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong giai đoạn vừa qua gặp nhiều khó khăn. Dù cố gắng, nhưng mỗi tháng chỉ xử lý được khoảng 500 hồ sơ gia hạn, mỗi năm chỉ có thể xử lý tối đa khoảng 6.000 hồ sơ gia hạn, trong khi số lượng hồ sơ tồn động nhiều sau dịch bệnh. Tính bình quân, mỗi công chức phải đảm nhiệm khoảng 1.300 hồ sơ một năm, trong đó có khoảng 200 hồ sơ gia hạn, thực sự quá tải so với quỹ thời gian và sức khỏe của công chức. Trong giai đoạn 2019-2021, Cục Quản lý Dược phải huy động nhân lực liên tục phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và điều tra, gồm có 5 đoàn, không còn đủ thời gian để giải quyết các công việc chuyên môn. Nữ Bộ trưởng cũng cho biết, nhiều công chức đã không chịu được sức ép công việc, sợ sai, và thực tế là từ năm 2018 đến nay đã có 36 công chức của Cục Quản lý Dược xin thôi việc. Trước vấn đề này, chính phủ đề nghị quốc hội cho phép sử dụng giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc khác với quy định của luật dược trong giai đoạn tiếp theo từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024.